Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu cao cấp của Benquy với cái mang sản phẩm là W1070 Plus. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được thay thế cho cái dòng sản phẩm rất là thành công trước đây của Benquy. Đó chính là cái dòng sản phẩm Benquy W1070. Vậy thì cái chiếc máy chiếu W1070 Plus này có gì đặc biệt thì ở cái video clip ngày mai mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Thì mình xin nói sơ qua về một vài những cái điểm thiết kế trên cái chiếc máy chiếu cao cấp Benquy W1070 Plus này. Thì cái thiết kế của nó cơ bản rất là giống với cái dòng sản phẩm tiền nhiệm trước đây là W1070, với cái kiểu dáng khá là to, được bao bọc bên ngoài bởi một cái lớp vỏ nhựa rất là chắc chắn màu trắng sữa kết hợp với những cái chi tiết bằng bạc ở đây, tạo cái sự sang trọng cũng như là nổi bật của một cái dòng sản phẩm máy chiếu cao cấp. Thì mặt trước của nó là nơi bố trí một cái cụm đèn chiếu, một cái con mắt nhận tín hiệu điều khiển từ đèn MOS, một cái logo Benquy cũng như là những cái lỗ tản nhiệt rất là to ở đây, và một cái quạt tản nhiệt được đặt ngay sau này, góp phần tạo nên cái sự mát mẻ cũng như là sự thông thoáng cho những cái thành phần linh kiện bên trong, đặc biệt là cái bóng đèn chiếu này của cái chiếc máy chiếu, trong quá trình sử dụng được mát mẻ hơn. Đó. Ở hai cạnh bên là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt tiếp tục để hỗ trợ sự thông thoáng cho cái quạt tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn. Như mình thấy đây. Ở mặt sau là nơi bố trí những cổng kết nối chính. Thì ngoài những cổng kết nối quen thuộc thì bạn còn thấy trên cái chiếc máy chiếu cao cấp Benquy W1070 Plus này còn được trang bị thêm cái cổng HDMI MHL, một trong những cái giao thức khá là phổ biến trong thời đại di động hiện nay. Đây cũng là một trong những cái điểm mới trên cái chiếc máy chiếu cao cấp Benquy W1070 Plus mà mình đang giới thiệu đến các bạn. Mặt trên của cái chiếc máy chiếu Benquy W1070 Plus là nơi bố trí của những cụm nút điều khiển của cái phần lens shift, cũng như là nơi bạn có thể điều chỉnh cái độ focus cũng như là độ zoom của hình ảnh khi trình chiếu trên màn chiếu. Mặt dưới của cái chiếc máy chiếu Benquy W1070 Plus này là nơi bố trí của những cái chân chống trượt, của một cái chân để hỗ trợ cái sự nâng hạ phần đầu của chiếc máy chiếu. Thì đây là chiếc máy chiếu được sản xuất trên công nghệ DLB, với cái bóng đèn chiếu có cường độ sáng lên đến 2200 nits lumen cùng tỷ lệ độ tương phản là 10.000:1. Thì theo nhà sản xuất thì cái bóng đèn chiếu của máy chiếu Benquy W1070 Plus này có cái tuổi thọ sử dụng lên đến 10.000 giờ chiếu, vô cùng là ấn tượng. Thì ngoài những cái công nghệ cũng như là những cái thông số được trang bị trên cái chiếc máy chiếu W1070 trước đây, thì cái chiếc máy chiếu Benquy W1070 Plus này còn được trang bị thêm cái công nghệ kết nối không dây. Thì đây là cái công nghệ giúp cho việc kết nối cũng như là sử dụng cái chiếc máy chiếu của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều, không phải dây nhợ khi kết nối. Đồng thời trên cái chiếc máy chiếu này còn được trang bị thêm cái cổng HDMI MHL như mình đã giới thiệu lúc nãy. Thì đây là cái giao thức kết nối rất là phổ biến và ưa chuộng trong cái thời đại di động hiện nay. Rồi, khi mua một cái chiếc máy chiếu Benquy W1070 Plus này thì bạn còn nhận được thêm những cái thành phần phụ kiện đi kèm, chẳng hạn như là một cái dây nguồn để cắm vào và cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu hoạt động, một cái chiếc remote sử dụng 2 pin 3A để có thể điều khiển cái chiếc máy chiếu được linh động hơn, một cái tập sách hướng dẫn sử dụng, một cái đĩa driver cũng như là một cặp pin 3A để có thể gắn vào remote và sử dụng nó. Thì như mình nói, đây là dòng sản phẩm máy chiếu cao cấp và là bản nâng cấp hết sức là chất lượng của cái dòng sản phẩm thành công trước đây là Benquy W1070. Thì cái chiếc máy chiếu Benquy W1070 Plus là cái thiết bị giải trí được mong đợi nhất hiện nay, bởi vì nó có thể hỗ trợ cái khả năng trình chiếu Full HD 1080p, hỗ trợ cả 3D, Blu-ray 3D, và thích hợp với nhiều loại kính 3D khác nhau hiện nay trên thị trường. Thì thông tin chi tiết hơn về cái chiếc máy chiếu cao cấp Benquy W1070 Plus này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp Vida tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất để được các nhân viên tư vấn của Vida tư vấn cũng như là giải thích một cách tận tình nhất. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.